Thưa quý vị và các bạn, với vị trí thuận lợi về giao thông và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, các khu công nghiệp luôn là điểm nhấn trong thu hút các dự án đầu tư của tỉnh Hà Nam. Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư, công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp luôn được tỉnh Hà Nam đặc biệt chú trọng. Lĩnh vực thu gom chất thải, xử lý nước thải qua quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững. Là khu công nghiệp mới được đầu tư xây dựng từ tháng 11 năm 2016 với diện tích quy hoạch 600 ha. Khu công nghiệp Đồng Văn 4 là khu công nghiệp có vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận lợi, được đầu tư hạ tầng tiện ích dịch vụ đồng bộ. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, công suất giai đoạn 1 là 2.000 mét khối một ngày đêm. Hiện tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp đang tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của 16 doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp với lưu lượng trung bình khoảng 700 mét khối một tháng, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Không chỉ đảm bảo quy trình xử lý chặt chẽ tại trạm xử lý nước thải, công tác giám sát chất lượng nước xả thải tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng được đơn vị kiểm soát rất chặt chẽ, nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Trước khi doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp Đồng Văn 4, chúng tôi sẽ có một biên bản thỏa thuận điểm đấu và được ban quản lý của khu công nghiệp phê duyệt. Tại các vị trí điểm đấu của các doanh nghiệp, chúng tôi có thường xuyên có nhân viên đi lấy mẫu về thí nghiệm. Nếu đảm bảo đúng theo giá trị C của B thì chúng tôi sẽ tiếp nhận, còn nếu không đảm bảo chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý và mời các cơ quan chức năng xuống để đề nghị doanh nghiệp ngừng xả thải ra hệ thống của khu công nghiệp. Về vấn đề bảo vệ môi trường của nhà máy thì đơn vị sẽ là đảm bảo tất cả những các về các cái yêu cầu về đảm bảo về môi trường, về ban quản lý với tỉnh là đầy đủ hết. Mình xây dựng những các cái bể xử lý nước thải, ký hợp đồng cam kết ra tiêu chuẩn, ra B thì ký ban quản lý khu nghiệp sẽ xử lý ra nước thải ra môi trường. Đấy, về công tác về xây dựng và lắp đặt các thứ thì có sự giám sát của tỉnh, của ban quản lý khu công nghiệp đấy, kiểm tra đánh giá các thứ tác động môi trường về kể cả về khí thải đến nước thải của nhà máy để đảm bảo yêu cầu. Và ngoài ra mà cục về môi trường đang cũng xuống kiểm tra nhà máy cũng phải đảm bảo được tất cả những yêu cầu.